trí của Lê Anh sẽ là những từ khóa gợi mở cho khán giả về 30 phút tới đây của chương trình Cà Phê Sáng. Đầu tiên sẽ là từ khóa tranh lửa. Vẽ tranh bằng lửa, quý vị nghĩ là sẽ vẽ như thế nào ạ? Vâng, rất tò mò. Từ... thì quý vị có thể đang thấy trên màn hình những điều mà chúng tôi cũng sẽ xin phép được ồ à sau ạ. Đang chờ đợi cho một cái bức tranh tiếp theo. Nhưng mà những giây phút đầu tiên là vừa bất ngờ vừa xúc động đây. Vâng. Thật không thể tưởng tượng được. Nó còn những gì đây? Người nghệ sĩ của chúng ta đang thể hiện đến khán giả của Cà Phê Sáng. Lửa đã bùng lên rồi. Ôi. Wow. Ôi. Cẩn thận nhá, cẩn thận. Wow. Quá tuyệt vời ạ. Thưa quý vị, sau những cái bung rất là dứt khoát là ánh kim tuyến và lửa bùng lên đã tạo nên cho chúng ta một bức tranh với Cà Phê Sáng. Em thì cứ hào hứng nói, còn anh thì cứ lo là không biết đã hết chưa, lửa nó còn hiện nó không, để tôi mang cái bình dập lửa. Chào anh, mời anh ngồi đây để giao lưu với khán giả Cà Phê Sáng, cho tôi vỗ tay lần nữa. Cảm ơn và chào mừng nghệ sĩ Nguyễn Tiến đến với chương trình này ạ. Vâng, xin chào Cà Phê Sáng và chào hai MC. Nói thật là rất nhiều những live bar của Cà Phê Sáng, nhưng ngày hôm nay chúng tôi cảm thấy có rất nhiều những cái cảm xúc và sự bất ngờ đặc biệt. Xin giới thiệu với quý vị là họa sĩ Nguyễn Tiến đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, và anh ấy vừa được có một cái kỷ lục rất là thú vị như thế này, đó chính là nghệ sĩ vẽ tranh trình diễn trên sân khấu bằng nhiều loại hình và chất liệu nhất Việt Nam, vừa được xác lập vào cuối tháng 6 vừa qua. Chúc mừng anh với cái kỷ lục mới này. Vâng, dạ xin cảm ơn ạ. Tôi cũng phải tiếp tục cùng với Lan, bây giờ mới có quyền để ồ à về cái tranh kim tuyến kia. Chắc là anh em mình cũng phải tí là cái chụp ảnh check in với nó, vì nó quá ấn tượng. Không, xin luôn bức tranh như vậy. Xin luôn đấy. Dạ. Anh Tiến ơi, thế anh vẽ tranh bằng kim tuyến đây là một trong 12 cái chất liệu của anh à? Hay như thế nào? Một trong 12 chất liệu anh ạ. Vâng. Anh chia sẻ một chút về hai cái loại hình mà anh thể hiện trên hai bức tranh này đi ạ. Tranh kia là tranh kim tuyến, mà hình như vẽ chưa đạt hay sao mà anh chưa nhận ra. Nhận ra rồi, có điều là tôi cũng không thể nào là ôi lên anh à, không thể làm thế được. À, thế là có nghe thấy. Còn đây tranh lửa là cái logo của Cà Phê Sáng. Vậy là hai trong số 12 loại tranh kim tuyến, tranh lửa. Anh liệt kê giúp cho khán giả nào, loại thứ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có tranh cát, cát, tranh điện bằng dao, dao. Ui giời, anh cũng không nhớ. Vẽ tranh bằng dao. Dạ. Ôi anh còn không nhớ hết sức bình sơn xịt. Tại vì 12 loại mà nó tự nhiên vào trong đầu. Đấy, trên màn hình khán giả đang xem đây. Trên màn hình có rất nhiều cái loại hình tranh vẽ khác nhau. Tranh cát. Loại hình này thì khá là phổ biến rồi, nhiều nghệ sĩ cũng thực hiện vẽ tranh cát. Đây là tranh nước. Vâng, tranh nước vẽ trực tiếp. Vẽ bằng nước luôn đấy, vẽ trực tiếp không có qua một cái ảo thuật hay cái gì cả. Vẽ trực tiếp để khán giả chứng kiến từ đầu tới cuối. Vâng. Gần đây là tranh vẽ bằng dao. Bằng dao. Ôi cái này tôi thấy bất ngờ đấy, tí nữa tôi phải nhờ anh demo một chút để xem vẽ bằng dao thì như thế nào. Người nghệ sĩ vẽ bằng cọ đi, vẽ bằng dao. Nhưng mà tại sao anh lại... Đây là tranh điện này ạ. Vâng, tranh điện. Vâng. Cho điện nó hơi... điện luôn đấy. Nó hơi nguy hiểm, anh không nên thử. Ồ, hơi nguy hiểm ạ? Anh tức là sao? Cái điện này là mình phải như thế nào ạ? Mình phải dùng điện. Nó có một cái nguồn điện nó cũng hơi nguy hiểm. Có tê tê giật giật một chút không anh? Vâng, có, đây là một loại hình tranh nước. Cũng có tê gì ạ? Nhưng mà tại sao anh lại mong muốn chinh phục đến nhiều loại hình vẽ tranh đến như vậy, trong khi thường là người ta sẽ từ đào sâu trong một vài loại hình nhất định thôi? Do một phần là do nhu cầu của xã hội đang phát triển.
thì tôi thì vẽ tranh cát, nhưng mà nhiều sự kiện với khách hàng bảo anh có cái gì mới không, có cái gì lạ không, tự nhiên nó thôi thúc mình. Tức là khởi nghiệp của anh là tranh cát đấy. Khởi nghiệp là tranh cát rất thành công. Dạ. Sau đó thì là mọi người mới đề nghị anh sáng tạo ra. Đề nghị sáng tạo ra, ừ, cũng một phần do khán giả. Nhưng mà tôi nói thật là tôi cảm giác anh Nguyễn Tiến hơi bị giữ nghề đấy. Tôi mới đang hỏi anh cứ điểm danh cho anh hỏi là vẽ bằng điện là như thế nào, anh cũng có giật điện để đừng có vẽ. Có vẻ như anh không muốn chia sẻ cho Lan và Lê Anh và khán giả cách làm đúng không? Không, nó cũng hơi nguy hiểm thật. Dạ. Chứ đi làm nghệ thuật thì mình không nên giấu, mình phải phô ra cho người ta biết. Thế bây giờ ví dụ như là trong rất nhiều các dụng cụ mà anh đã mang tới đây, có vẻ như là những người bạn đồng hành với những bức tranh của anh đúng không? Thì liệu rằng có cái loại hình vẽ tranh nào mà Mỹ Lan, Lê Anh có thể thử một vài bước? Đây, bằng điện để em làm. Ok, này thôi anh cất đi ạ. Ví dụ cái này thì nó hơi giống nấu ăn nên nó cũng thường già lắm. Vâng, dạ. Bông thì chắc là tranh lửa đấy. Tranh lửa, anh ăn lửa. Thì có cả gạo này, cả đỗ đen này, rồi là đều, cà phê. Cà phê, hạt điều, rồi các tiêu, chất liệu tiêu khác nhau. Vâng. Tất cả đều là chất liệu cho tranh hết. Cho tranh. Thế bây giờ anh cho chúng tôi một cái demo, một cái phần làm thử vẽ tranh bằng dao. Có được không? Được anh. Vâng, anh làm đi. Em cũng chuẩn bị sẵn hai cái dao. Lan thì anh sẽ bảo vệ em. Chuẩn bị sẵn hai cái của mỗi người một chiếc dao đúng không anh? Để xem bạn sẽ làm mang cái phôi tranh ra đây đúng không? Để tôi hỗ trợ bạn. Vâng thưa quý vị, đây là một chiếc dao dọc giấy rất là bình thường mà chúng ta rất là quen thuộc trong đời sống hàng ngày, trong học tập, trong công việc. Nhưng mà vẽ tranh bằng dao thì sẽ như thế nào? Em nên vẽ đi em. Không, mình vẽ trước chứ. Anh vẽ trước ạ? Anh mình chỉ gọi lên. Không, anh cứ thử đi. Anh thử luôn cho nó như nào, em hướng dẫn anh em. Quý vị ơi, chưa bao giờ cầm dao để vẽ. Tức là mình có cái đường nét sẵn đây rồi. Đây, có một cái đường sen. Bình thường thì em sẽ không có cái nét này. Nhưng mà do muốn anh vẽ thì em vẽ sẵn. Để cho mình có dễ thực hành hơn. Tức là bây giờ cả hai chúng tôi có thể thực hành luôn được đúng không? Dạ, em có thể làm cái đường ngang này nó dễ này. Vâng. Em làm cái đường cong nhé. Không, em thích đường cong. À, thế thì cong đấy là chữ mình S, nhé. Chữ S. Đây. Cứ vậy. Cứ vạch theo đúng không dễ anh? Dễ nhờ. Cứ thế này thôi à? Không, nhưng bạn ấy có nói là bởi vì bình thường thì mình sẽ không được vẽ trước như thế này. Ừ. Hôm nay là do đây là tập tô nét đây mà. Hai MC thử gọi là thử tay nghề. Được. Đấy, cẩn thận vạch. Chắc tôi chết đấy. Đây. Vẽ sẵn rồi mà cũng không dễ quý vị ạ. Tưởng là đơn giản nhưng mà hóa ra là cũng khó. Nhất là những cái đường cong này rất chuyên nghiệp đấy ạ. Vâng. Đây rồi, được rồi. Những cái bức tranh này anh tự học ở đâu? Hay là mình có tự tìm tòi, tự sáng tạo? Có bóc luôn không anh? Anh còn phần này nữa, nhưng mà thôi được rồi. À, bạn làm thời thế đúng không? À, bóc luôn được. Bóc luôn được, ok. Em vừa hỏi anh Tiến là anh học hỏi ở đâu hay là anh tự tìm tòi sáng tạo tới môn vẽ tranh bằng dao này là mình tự sáng tạo ra. Vâng. Và cũng lần đầu tiên ở Việt Nam cũng đem lên trình diễn. Đã từng đi trình diễn ở những đâu ạ? Những cái sự kiện trường học. Vâng. Thế này là có thể nói là chỉ một 2 phút nữa thôi là đã có bức tranh ly cà phê rất là nóng sốt để mời khán giả rồi. Đúng chủ đề của chương trình anh nhỉ, cà phê sáng. Thế nhưng mà Lan rất là chú ý tới cái chữ mà trình diễn đi anh. Thì vẽ trình diễn thì khác gì với vẽ bình thường? Thì cũng khác ở cái chỗ là vẽ tranh trình diễn thì nó cũng giống như chị vẽ, chị cầm như này thì khán giả sẽ coi nó hơi khó. Trình diễn là mình phải dùng cơ thể. À, thì lẽ ra ban đấy là Linh phải đúng anh phải như thế này đó. À, kiểu... thì nó mới ra đúng không? Anh cắt, anh phải cắt đứng như này rồi đó, kiểu vậy. Xong đứng là... sang bên này anh cắt ngược lại, kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn và âm nhạc và âm nhạc. Ánh sáng. Vâng. Và cái thứ hai nữa nó phải nhanh. Vâng. Tức là khoảng 3-5 phút là phải ra một bức tranh. Và ở dưới có những khán giả người ta phải có cái sự bất ngờ của bức tranh chứ không phải là vẽ tới đâu người ta chứng kiến tới đó. Phải nói là hôm nay anh đúng là mang tinh thần độc lạ đến với cả cái sáng và truyền cho chúng tôi nhiều cảm hứng hơn nữa về sự sáng tạo trong cuộc sống. Vâng, cảm ơn anh và chúc anh sẽ liên tục giữ tinh thần sáng tạo này, sáng tạo không ngừng anh Tiến nhé. Cảm ơn anh. Vâng. Và thưa quý vị, còn trong phần tiếp theo của chương trình thì chúng tôi cũng xin mời quý vị sẽ khám phá những bức tranh lần này là bức tranh trên thế giới, cùng với đó là rất nhiều những thông tin quốc tế khác. Bức tranh tháp Eiffel khổng lồ chào mừng Thế vận hội Paris này mới xuất hiện trên cánh đồng rộng lớn hơn 8.000m2 ở vùng nông thôn Verona, Italia những ngày gần đây. Tác phẩm nghệ thuật độc đáo do nghệ sĩ nổi tiếng Dario Gambarin thực hiện chỉ bằng máy cày và máy kéo.